Việt Mộc xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Việt làm video này mục đích chính là để thông báo cho các bạn một cái khóa học vô cùng đặc biệt mà Việt sẽ dành cho các bạn trong thời gian liên tục là 3 tháng. Thời gian offline liên tục 3 tháng các bạn nhé. Tất nhiên sau cái giáo trình học lần này thì cũng sẽ có cái phần online dành cho các bạn nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện. Nhưng mà cái đó thì tạm thời sau khoảng một thời gian nữa thì sẽ xong cái bộ giáo trình đấy. Nhưng cái nội dung chính mà hôm nay mình muốn trao đổi với các bạn ấy là cái khóa học liên quan đến toàn bộ những thứ gọi là ngành gỗ và nội thất nói chung. Không có đồ đục ở trong đây các bạn nhé. Đấy, nội thất dân dụng và công nghiệp. Đấy. Thì cái khóa học này thì Việt sẽ chia ra làm 3 cái giáo trình. Thứ nhất là dành riêng cho gỗ công nghiệp, nếu như bạn nào chỉ học riêng gỗ công nghiệp các bạn nhé. Và đây là khóa offline các bạn nhé, offline học tại xưởng của Việt luôn, chính do Việt trực tiếp dành thời gian kèm cặp các bạn từ đầu đến cuối. Thứ hai nữa là khóa về gỗ tự nhiên, và cái thứ ba nữa là về sơn PU hoàn thiện gỗ. Và đương nhiên rồi, các bạn nào tùy cái nhu cầu học của các bạn thì các bạn sẽ chọn lựa những cái gói riêng, ví dụ các bạn chỉ học nguyên gỗ công nghiệp và sơn thôi chẳng hạn, hoặc là nguyên gỗ tự nhiên và sơn. Thế còn nếu như các bạn nào mà muốn học cái khóa gọi là mình gọi là chuyên nghề ấy, đó, thì thời gian full nó sẽ là 3 tháng, full sẽ là 3 tháng trực tiếp, kể cả khóa nào đi chăng nữa trong cái ba cái giáo trình vừa rồi thì đều do Việt hướng dẫn các bạn hết, không có ai hết cả. Đấy. Bây giờ thì Việt xin phép các bạn là Việt sẽ trả lời một vài cái câu hỏi của các bạn trong thời gian vừa qua đã, sau đó thì Việt sẽ đi vào cái nội dung cụ thể của cái khóa học này. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bạn gửi email gọi điện cho Việt ấy, rồi là mong muốn đại loại là muốn định hướng để sau này mở xưởng ấy, thì cũng có bạn cũng hỏi Việt là cái lộ trình bây giờ là em sẽ xin vào xưởng để làm thuê một thời gian, sau đó thì em học phần mềm, sau đấy thì đủ kinh nghiệm đủ kiến thức rồi thì mở xưởng. Cái việc đấy thì nó ok, không có sao cả. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu một điều rằng này, khi các bạn đi xin vào một xưởng gỗ nào đấy, một xưởng nội thất nào đấy, các bạn chưa biết gì thì không ai dạy cho các bạn hết cả. Bởi vì sao? Bởi vì người chủ xưởng đấy là người ta phải dành thời gian cho cái tiến độ cũng như cái chất lượng cái sản phẩm của người ta, chứ người ta không có dành thời gian để dạy cho các bạn. Cho nên là hôm nay thì bạn có thể nhìn thấy người ta làm này, ngày mai người ta lại làm cái khác rồi. Cho nên là nếu như các bạn vào vai trò đấy thì gọi là đi xin việc thợ vụ không có kỹ năng gì ấy, thì chủ yếu là quét xưởng với cả bốc ván thôi, thì còn lâu các bạn mới thành nghề được. Bởi vì các bạn sẽ không biết đâu là lộ trình của thực hiện của cái sản phẩm đấy, kỹ thuật tiêu chuẩn nó làm sao, kể cả đo đạc khảo sát tất cả một cái như nào, kể cả đối với gỗ tự nhiên lẫn gỗ công nghiệp cũng vậy thôi, hoặc là kể cả về sơn vậy thôi. Các bạn có thể nhìn thấy người ta pha sơn rồi phun sơn lên các bước như thế này, nhưng thực sự các bạn không biết là tại sao nó lại như thế, tại sao nó xảy ra các lỗi này lỗi kia, rất nhiều các vấn đề đấy, thì các bạn sẽ rất là lãng phí thời gian. Bạn nào thông minh có giỏi giang đi chăng nữa, để được đứng máy chính, gọi là mình gọi là thợ được đứng máy ấy, đủ kỹ năng gọi là làm tổ trưởng của một nhóm, thì các bạn nhanh cũng các bạn cũng phải mất 3 năm, 2 đến 3 năm thì các bạn mới có thể từ một người không biết gì mới có thể thành được, mới được đứng lên cái vai trò như thế của một cái bộ môn thôi các bạn nhé. Ví dụ như là gỗ công nghiệp nhé các bạn nhé, hoặc là thợ sơn ấy. Đấy, thế thì để mà kèm cặp cái việc đó thì các bạn rất là mất thời gian, vô cùng mất thời gian luôn, mà cái tỷ lệ thành công nó lại không cao, bởi vì như vậy các bạn sẽ bị chán nản. Đấy, thì cái quý giá nhất của người ta đó chính là thời gian. Thì cái khóa học này Việt dành riêng ra, không liên quan đến thi công công trình tất cả một cái như nào, chỉ dành thời gian để dạy các bạn thôi, để kèm cặp và dạy các bạn thành nghề. Và đương nhiên nếu như bạn nào học cái khóa mà full 3 tháng thì cái khóa đấy là khóa gọi là khóa coaching rất là sâu, gần như là những cái gì của Việt thì Việt sẽ truyền hết cho các bạn. Ở trong khóa học này ấy, thì mình hôm nay mình cũng có viết lên trên trang Facebook cũng như Zalo đấy. Thì về cơ bản trong khóa học này các bạn sẽ được thực hành trên những máy móc công cụ hiện đại. Đấy, máy móc công cụ hiện đại tiêu chuẩn. Sẽ không có máy CNC các bạn nhé. Ở đây thì mình không có dạy máy CNC. Và dụng cụ cầm tay thì toàn bộ là dụng cụ cầm tay chính hãng và những dụng cụ gần như là mới nhất. Đấy.
Cái thứ ba nữa là về nguyên vật liệu thì các bạn sẽ được sử dụng những các loại nguyên vật liệu, kể cả từ gỗ tự nhiên lẫn gỗ công nghiệp. Chúng ta sẽ sử dụng những loại nguyên vật liệu từ loại rẻ tiền nhất cho đến cái loại gỗ, ví dụ như gỗ tự nhiên mình gọi là cao cấp nhất trên thị trường hiện tại, phổ thông với nội thất, đấy là gỗ óc chó chẳng hạn, thì các bạn đều được làm hoàn thiện từ đầu đến cuối hết đó. Và đối với các hệ phụ kiện lắp đặt thì các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết lắp đặt các cái hệ phụ kiện, mà đặc biệt là phụ kiện Việt của Việt Dùng ấy, thì để hướng dẫn các bạn trong cái khóa học này thì nó gọi là nhiều xưởng lớn cũng không có các bạn, nhiều xưởng lớn cũng không có, mà thậm chí là các cái biệt thự, nói thật các cái biệt thự cũng chưa dám dùng những hệ phụ kiện đấy, nhiều biệt thự, nói thật là nhiều biệt thự Việt Nam cũng họ cũng chưa dám dùng hết cái phụ kiện đấy, thì các bạn được lắp đặt những hệ phụ kiện cao cấp nhất đấy, chính là của hãng này. Đây chính là một cái bì thư của Bloom, Việt là đối tác của họ trong cái công việc này đó. Thì ngoài ra đối với cái lớp chuyên sâu 3 tháng liên tục ấy, thì các bạn sẽ được Việt đào tạo và dạy thêm cho các bạn các kỹ năng về bán hàng, định hướng nghề nghiệp, rồi xây dựng thương hiệu cá nhân để sau này các bạn có thể là xây dựng cái doanh nghiệp cho chính mình được, cũng như quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự, quản lý thi công, rất là nhiều vấn đề. Và nếu như mà bạn nào mà kết thúc khóa học mà có năng lực tốt mà muốn tìm kiếm một cơ hội thì Việt cũng sẵn sàng để dành cho không dám nhiều, nhưng mà cũng sẽ có những xét suất định nhất định, những suất nhất định để dành cho các bạn cơ hội để được làm việc cùng với Việt. Đấy. Và một cái nữa là ngoài cái phần khi mà đã thực hành ở xưởng làm ra sản phẩm cụ thể rồi, đấy, đạt tiêu chuẩn rồi, thì các bạn sẽ được trải nghiệm, sẽ được thực hành từ khảo sát, quản lý, thậm chí là lắp đặt những cái công trình của Việt trong cái thời gian tới đây rất là cao cấp các bạn nhé, rất là cao cấp. Ví dụ như mấy cái video vừa rồi mình có đăng review, thật ra trước giờ Việt rất là nhiều công trình, nhưng mà khoảng năm gần đây thì mình làm YouTube bắt đầu thì mình chia sẻ trên này thì mình mới có ý thức hơn việc đấy thôi, chứ còn sản phẩm của Việt thì nhiều lắm. Và nếu như mà bạn nào ấy đủ duyên thì có thể đến cuối năm, tầm cuối năm nay, thì các bạn sẽ được nhìn thấy cái công trình nhiều triệu đô nó sẽ là như thế nào. Đó. Thì cái thời gian ấy, về thời gian học ấy, thì full khóa là như vậy. Thế còn các cái khóa cụ thể, ví dụ bạn học công nghiệp thì chắc chỉ mất khoảng 10 ngày thôi. Một khóa đấy là 10 ngày thôi. Đấy, tự nhiên thì sẽ lâu hơn. Sơn thì cả sơn, PU lẫn công nghiệp thì mất khoảng 2 tuần. Đó, tầm đó, tầm 2 tuần. Không, cả sơn, PU, công nghiệp thì nó rơi khoảng tầm 3 tuần. Đấy, 3 tuần đến 1 tháng. Thế còn full tất cả thì nó sẽ là 3 tháng. Đấy, bắt buộc là các bạn phải làm ra hoàn sản phẩm hoàn thiện mà Việt cảm thấy ok rồi, thì lúc đó các bạn mới được gọi là xuất chuồng. Chúng ta tất cả các bạn học dù là khóa ngắn ngày hay khóa dài ngày thì chúng ta đều ăn nghỉ tại xưởng hết. Đấy, và Việt có tuyển cả nam cả nữ các bạn nhé, cả nam cả nữ. Và đặc biệt trong khóa học này, nói tiếp về cái việc ăn ở, thì chúng ta sẽ cùng nấu cơm, cắt cử nhau ra, đến giờ chia ra. Đó, nấu cơm, cùng nấu cơm. Các bạn phải hình dung là như trong một cái môi trường như các bạn là một chủ xưởng. Cái người chủ xưởng thì phải gì? Ừ, từ việc đóng cổng, tắt điện, quét dọn, nấu cơm, nước, tất cả mọi thứ, thì các bạn sẽ được trải nghiệm đúng như vậy. Đó. Khóa học này thì mình tuyển cả nam cả nữ các bạn nhé. Và đặc biệt là khóa học này thì mình sẽ ưu tiên dành cho hai suất đặc biệt. Tất nhiên là các bạn đấy phải đạt cái tiêu chuẩn của Việt mong muốn. Đấy, hai suất đặc biệt được miễn phí, toàn bộ học phí. Đó, dành cho hai bạn có điều kiện, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng các bạn phải có ý chí, chứ còn cứ nghèo không mà không gì hết cả thì cũng không được. Việc đấy thì Việt sẽ test bằng cái bộ câu hỏi. Thế còn để các bạn có thể tham gia vào khóa học này thì việc đầu tiên là việc các bạn gửi cho Việt một cái email vào cái địa chỉ email Việt để trên màn hình ấy. Đó, các bạn giới thiệu về bản thân, viết bằng tay, chụp ảnh thì càng tốt.
hoặc của các bạn soạn ở trên điện thoại máy tính cũng được. Nhưng nhớ gắn link Facebook cá nhân vào để cho Việt xem. Sau đó thì Việt sẽ gửi cho các bạn một bộ câu hỏi để các bạn trả lời các câu hỏi đó. Tất nhiên những cái bộ câu hỏi này thì nó dành cho các bạn ở cái khóa chuyên sâu 3 tháng ấy. Còn các bạn học gỗ tự nhiên, gỗ mềm, học sơn thì cái việc đấy nó không có cần. Đó, nó không có cần. Và tất cả các bạn dù khóa nào đi chăng nữa thì các bạn cũng hãy gửi qua email cho mình để gửi cái thông tin, thời gian, chi phí học cho các bạn. Đó. Và cái khóa 3 tháng là nói thật các bạn là không hề rẻ các bạn nhé, không hề rẻ. Đó. Không hề rẻ. Những khóa kia thì nó bình thường thôi, nhưng mà khóa 3 tháng nó không hề rẻ. Và việc dành duy nhất chỉ dành cho 12 suất, 12 bạn để đi vào cái khóa coaching đó để được học một khóa Việt được gọi, Việt gọi như Việt đã ghi ấy, đó là truyền nghề cho các bạn. Đó. Nó không đơn thuần là việc các bạn chỉ có học nghề đâu, không đơn thuần học nghề. Đương nhiên là các bạn phải làm ra được một bộ tủ bếp đẹp, làm ra cái giường, cái tủ đẹp rồi. Đấy, kể cả tự nhiên lẫn công nghiệp, đương nhiên là bạn phải biết sơn đẹp. Cái đấy là đương nhiên, cái tiêu chuẩn khóa học nó sẽ là như thế rồi, khóa full ấy. Nó đương nhiên là phải như vậy rồi. Thế nhưng, còn nhiều cái nữa, các bạn cần phải học nữa chứ không phải đơn giản là như vậy. Rồi, ok. Các bạn nhớ hãy gửi email cho Việt nhé. Email cho Việt. Đấy, sau đó chúng ta sẽ trao đổi qua đấy. Mình sẽ xác định được cái điều đó thì, sau đó thì, trước tiên là mình cứ lập một cái group Zalo đã. Đấy, các bạn số điện thoại Việt để trên màn hình nhé. Đấy, mình sẽ lập một cái group Zalo để chúng ta có thể tương tác trong đấy. Thế còn các bạn nào học khóa nào ta làm sao chúng ta trao đổi trên đó. Và chỉ có duy nhất cái khóa mà dành coaching 3 tháng thì các bạn phải gửi email cho mình. Bởi vì việc này nó là một cái việc nó liên quan đến nhiều yếu thứ, nhiều yếu tố. Mình dạy đào tạo cho các bạn để mong muốn sau này các bạn có thể trở thành một chủ doanh nghiệp hoặc các bạn là một cái cấp quản lý cao trong một cái đơn vị. Đó. Thì các bạn phải hiểu tất cả các cái yếu tố liên quan đến sản xuất, thi công, lắp đặt, khảo sát, giám sát công trình. Thì các bạn phải hiểu được cái điều đấy thì các bạn mới có một cái vị trí, khi mà các bạn có một cái CV các bạn đi xin việc nó mới ổn được. Đó. Thì bây giờ ví dụ vào xưởng gỗ công nghiệp thì các bạn học xong khóa các bạn biết làm tủ bếp, biết làm tủ áo, tất cả mọi cái rồi đọc bản vẽ ngon lành rồi, rõ ràng lương của các bạn nó sẽ khác hoàn toàn so với việc là các bạn bỏ ra cả 5 giờ các bạn đi học, đi làm thợ phụ, không đâu ở đâu cả. Nói thật, mình đã mở xưởng 18 năm nay rồi, có những người là học đến năm thứ 5 rồi, làm thợ phụ năm thứ 5 rồi vẫn không biết làm thợ. Đó, đây là sẽ rất là khó. Đấy. Rồi, ok, nội dung chính trong video hôm nay nó là như vậy thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn vào cái khóa học tới. Thời gian nó sẽ là khoảng từ 15 đến 20 tháng 8 thì chúng ta sẽ gặp nhau. Rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.